Con này nó phải trồng Vinhome mới hợp nha. Vinhome mà phải Vinhome mà con nào nó phải vườn nó rộng cơ. Sân nó phải dài một tí nha. Chứ mà có sân nhưng mà ngắn quá không ngắm được. Nhìn thấy mỗi cái lưng. Cái này nó phải cao ở tầm 9m, 9-10m gì đấy. À, nó còn thân của nó thì hai người ôm. Hai người ôm. Khủng khiếp, chân bệ vững chãi. Toàn là em trèo lên phát xem là em nghĩ như con chim chích. Kiểu như là châu chấu đỡ bấu xe. Đấy, để nó xuống bớt cái tay tí cho anh đỡ phải nắn. Đấy, xem có quả nào chín thì ăn đi. Xin chào cả nhà, chào các bác, quý cô chú, anh chị yêu cây. Tôi lại đang có mặt ở một cái vườn cây rất là đẹp của anh Khang, xã Công Luận 1, Văn Giang, Hưng Yên. Đấy là cái biển tên ở cánh cổng vào quý vị nhá, có số điện thoại và một số những cái quảng cáo sơ bộ tùng La Hán rồi xanh xi các thứ, quý vị xem nhé. Sơ bộ thì anh em nhìn thấy là một cái vườn rất là rộng và dài tít tắp tận dưới kia, có những cái cây rất to, ví dụ cây phi lao kia hay là những cây tùng La Hán. Và ở bên dưới kia chắc sẽ còn rất là nhiều thứ hay ho, mời quý vị cùng vào xem nhé quý vị nhé. Tôi đang muốn đi tầm một số những cây tùng La Hán đẹp để về vừa chơi mà lại vừa bày cảnh quan sân vườn. Nhưng mà nó thực sự là đẹp thì nó không có rẻ đâu quý vị nhỉ, mà lại to hoành tráng như này thì mình phải cũng phải chuẩn bị một chút kinh tế tài chính để có thể chơi được cây tùng La Hán. Đó mà nó cũng phải cao tầm 6m. Cao tầm 6m. Khủng khiếp thế nhỉ. Đấy, Nghệ Khang đây. Rồi, anh Khang chào mọi người nhá. Rồi, mời cả nhà đến giao lưu với anh Khang. Rất nhiều những cái cây đẹp cũng như là cảnh quan sân vườn. Đấy, cây tùng La Hán này sông siêu đẹp quá. Vành khủng khiếp. 75-80. Con đầu kia thì nó khoảng bao nhiêu anh nhỉ? Vành nhé. Con ấy thì phải một người ôm nhỉ. toàn đồ khủng. Tùng La Hán. Nhìn phát chán luôn mấy cây ở nhà luôn. Cây này hay có hai thân điệu quá nhỉ. Cái này mà để ở chỗ cái hồ côi hoặc là cái bàn trà thì cũng hợp lý quá nhỉ. Tán này thì để cái bàn uống nước hoặc là cái mép hồ hết ý. Mà tùng La Hán ở mép hồ thì còn gì nữa. Tùng La Hán với lại phi lao. Đấy, mình xem. Bọn này có phải bón sới gì không anh? Nghe nó khỏe nhỉ. Tùng này. Một cây nữa rất khủng. Một bên tùng và một bên kia là phi lao. Đấy. Cây này ba thân. Anh ấy rất lắm ngầu nhá. Chắc là vua ngầu quá rồi nha. Vua ngầu rồi quý vị này. Toàn những cây gốc nó bằng bắp đùi người lớn ấy. Cây nào cũng đang rất nhiều hoa. Đấy. Anh em nào đang tìm ngâu, sưu tầm ngâu thì gặp đúng chỗ rồi. Thật ra ngâu thì không phải là ở đâu cũng có đâu. Mà người ta có chắc chỉ một cây đấy. Nhưng mà mình đây thì nó phải hàng chục cây. Mà toàn những cây quý. Tùng La Hán. Một mình nó mà để trên cái đồi hoặc là cái ấy nhỉ. Tuyệt vời. Biệt thự. Biệt thự nhỉ. Xung xuê nhỉ. Được con hai thân thân nhau như là rất tự nhiên nhá. Rất tự nhiên. Rất tự nhiên. Tán cân đối nhỉ. Làm bông đẹp đấy.
Nay chơi sướng. Úi giời, phi lao. Phi lao này. Phi lao. Phi lao này phải bắc giáo, bắc thang lên mới cắt được. Khủng khiếp không? Anh em có mê phi lao à. Phi lao mà làm cảnh quan hoặc làm hồ thì nhất cái lá của nó, tán của nó à. Cái này hai người ôm quá à. Tay mình tay to này, một mình không ôm hết được cây này. Lên ảnh thì có vẻ là như tưởng bé này, nhưng mà khủng khiếp lắm. Cái tán nó này, khi mà lá nó đầy lên thì chắc là ngồi dưới này sướng lắm đấy. Khủng khiếp không? Đấy. Vĩ đại quá. Con này là còn vẫn còn bé hơn con kia nhiều. Nhìn này, con này. Con này nó phải trồng Vinhome mới hợp nha. Vinhome mà phải Vinhome mà con nào nó phải vườn nó rộng cơ. Sân nó phải dài một tí à. Chứ mà có sân nhưng mà ngắn quá không ngắm được. Nhìn thấy mỗi cái lưng. Cái này nó phải cao ở tầm 9m, 9-10m gì đấy à. Nó còn thân của nó thì hai người ôm. Khủng khiếp, chân bệ vững chãi. À, ông em à, đi ăn hàng à? Ôi trời ơi, đây này, đây mới là mặt của nó khoe được cái tán nó này. Thế là nhặt được của à? Anh định lấy cây này chú ạ, nhưng mà... Ui dồi ôi, chúc mừng anh luôn đi. Nhưng mà cái chỗ nhà anh lại ngắn quá đấy, trông được. Hạ bớt ngọn đi được mà. Thì lấy cái kia. Được đấy nhỉ, nhìn ngước lên mỏi hết cả cổ. Đồ... Này phải phân viên phải rộng. Ừ, không những rộng mà phải dai. Mẹ phải ra tít tắp đằng kia ngắm, đứng đây ngắm ở cái chỗ cây đu đưa kìa. Không có đứng đây nhìn thấy mỗi thân. Cứ phải thế này mà khô mồm lắm. Tùng quả. Đúng rồi. Xong rồi trèo xuống được nhỉ. Nó mà thò vào cái ban công hoặc cái gì đấy nhỉ. Không phải đi cầu thang trèo xuống được. Đây cây này dáng bàn trà đẹp này. Dáng bàn trà cái này đẹp này. Tùng này đẹp. Rất hợp để bày trí đây này. Đối với những cây to và thoát thân như này này thì để cái bàn uống nước ở dưới nó rất là thoáng, nó không bị vướng mà lại đẹp cả cảnh quan. Phê đấy. Cái tùng này là cây tùng đẹp đó. Đấy, anh em xa nhìn cái tán này. Cây bay bay này khoảng bao nhiêu anh Khang nhỉ? Hỏi một cây xem nào. Cái tùng này này. La Hán này. Cây phóng phóng này. Vâng, báo giá một hai cây thế nào. Cây cạ, đằng sau cái hoa giấy này. Cây đấy là 85 triệu. 85 à? Hợp lý đấy nhỉ. Có tiền quất mẹ cây này. Hợp cái chỗ để đấy. Cây cao khoảng độ cũng phải gần 4 mét nhỉ. Gần 4 mét đấy. Đấy, thế thì nó vượt tầm cổng rồi, đẹp rồi. Hợp lý rồi. Nhớ nhá. Nhớ cái đấy rồi. Thích. Ê bái. Tùng quả này, tùng quả đấy anh em này. Tùng quả này. Về trồng mẹ xuống đất anh à? Mặt này là mặt chơi à? Mặt này
Để xem mặt kia xem là nó có mặt chơi nó là mặt này rồi. À, được đấy, được được được, nhiều cái hay ho đấy, chỉ chờ chuẩn bị tiền thôi, toàn những thứ mà vườn mình cần. Thị này, thị dã man này, cái thị, có phải cái thị không? Thị đấy. À, mẹ chiết tình kinh nhỉ? Cái này cái thị chiết. Chiết à? Chiết kiểu gì anh? Chiết ngang thân đấy. Giỏi nhỉ. Cái to này chết được. Ăn mỗi cái thủ. Chả khác gì xanh. Tùng La Hán những cái loại mà khủng long bạo chúa này, cây này nó phải tầm cũng phải tầm 9 mét nhỉ. Tầm 8 9 mét. Này. Nhìn này chỉ thấy này. Này lại còn tùng quả này. Đâu rồi, xem ngay nào, ôm lại phát nào. Mà con này còn bé hơn con kia hay sao ấy? Con đầu mới to. Đây đấy nha. Thế này nhưng mà để với không gian phát xem. Bảo là để vào cái không gian mà đúng của nó phát mà xem. Liệu cây này có phải là cây tùng nhiều tiền nhất không anh? Cây này có phải cây nhiều tiền nhất không? Không phải. Cây nào? Cây ba thân ngoài kia. À, dạ. Đằng trong kia còn nhớ nó cắt củi còn hai phôi. Cây tùng thì là cây này là cao nhất. Nhưng không phải cây nhiều tiền nhất. Mình đứng cạnh mình cảm thấy mình bé tí so với cái cây. Chúng tôi quay nhiều thì thấy đã gặp nô tùng Bắc nào. Toàn là tùng Nhật thôi. Không có tùng ta như kiểu như này. Dã mà. Hiếm luôn. Mà nó lại chậm lớn hơn tùng kia đúng không? Nó chậm lớn hơn tùng kia. Toàn những cây dã. Toàn những cây dáng đẹp nhỉ. Cây này cũng đẹp. Cây này cũng đẹp. Cái loại bằng này. Cây ổi tàu này cũng đẹp nhỉ. Đẹp quá. Đúng những ông mà biệt thự chỉ nên chơi những loại này đấy. Xanh xi để dành cho các ông thợ. Yeah. Làm chơi cây không những được thưởng thức mà đẹp nhà lên. Yeah. Sợ tên này nó lại phịch cho phát. Đi đi, không vô nó không cắn. Đi. Con này này. Cắn biết ngay. Đổ này. Ở đây à? Tác phẩm này không biết bao nhiêu thợ săn. Đấy, nhưng mà tóm lại là vẫn chưa được giá đúng không? Chưa. Bán hết không bán chứ. À không bán à? Cái này riêng cây này không bán. Cái này chưa bán. Thế thì khó khăn đấy nha. Nếu để nói về ngôn ngâu thác đồ thì lấy đâu ra? Chả có cây nào. Cả Việt Nam, ông nào có cây nào thì gửi ảnh cho tôi xem nhé. Này, hoa này. Tốt thế nhỉ. Quay. Này, đâu ra đấy hết rồi đấy, chỉ có chờ vào bông thôi. Ông nào thì đang thèm ngâu thì đây kìa. Ôi bỏ mẹ, ngay đằng sau có một cây ngâu nữa này. Dã man không này. Cây ngâu mà tưởng đâu là cây... Tưởng cây xà cừ hay cái mít gì to thế. Nhìn gốc cây ngâu này. Ui, lại phải đứng ra xa vài mét mới xem được. Ôi tán nó loại gọi là như đĩa xôi hết rồi. Đấy, Nghệ Khang đứng cạnh cây ngâu đấy. Mà nhìn nó xanh mát nhỉ. Các loại ngâu này là chơi nó nhiều ưu điểm. Xung xuê. À, gốc. Đây là con ngâu cổ đấy. Cây này khỏe thật. Nhìn này. Rất tự nhiên này. Đây, lên một cái tán xòe đây. Ngồi dưới này không mưa không ướt đầu luôn. Nói gì là nắng. Đây chỉ là một trong rất nhiều cây ngâu ở đây nhá anh em xem.
Một cây nữa ở kia. Vua ngâu mất rồi. Vua ngâu mất rồi. Thực sự là vua ngâu đấy anh. Em không thấy ở đâu có nhiều cái này đâu. Mà lại cây nó, những cái cây quý nhất của cả nước hình như về đây hết. Anh em là có nhà nào nhiều hơn thì ý kiến nhé. Tôi chưa gặp nhà nào nó nhiều cái cốt đẹp mà nó lại khủng mà nó lại hòm hòm hết như này rồi. Bởi vì những cái cây ngâu cỡ như này ngày xưa là các cụ chơi là đâu có tạo tán gì đâu, ngoài cắt cái tròn tròn này đúng không? Đây có bông có tán hết rồi. Vậy những cái gốc này nó phải hàng trăm năm nó mới được như thế kia. Anh em nhà trồng ngâu thì biết. Mấy chục năm nó vẫn bằng cái ngón tay ấy. Đấy, con này thoát thân kia chưa? Đấy, hai thân luôn này. Lại tiếp tục một cây ngâu nhá. Đấy, vua ngâu đất Bắc rồi. Không khéo đất cả được cả Bắc Trung Nam luôn đấy. Đây, anh em xem này. Khủng khiếp à. Đúc cả chậu sao đây? Nhà này nhà mình hay nhà khác đấy? Đây, đấy, phải đứng lên cao cao này tí. Ngâu anh em nhé, nhắc lại nhé. Đấy, phải bắt cái thang cái giáo lên để làm tán này. Đấy. Còn những cái loại ngâu mà như này ra thị trường nó đã gọi là khủng rồi đấy. Và đây nó chỉ gọi là con cháu thôi. Này, gốc này. Đấy, gốc ngâu này. Đấy. Cỡ này như này đi ra thị trường đã làm mưa làm gió rồi. Chưa kể những cái loại siêu khủng khiếp kia. Cái này có cái tay dị nhỉ. Bắt phát xuống dưới này. Hay phết. Cây khỏe có cũng tốt. Đấy. Vật như vật lông vịt. Đây xem. Đấy, tay dị chưa? Cây rất dị nhá. Đấy. Sau này sửa con này nó như cây đại thụ. Dã man thật. Anh em lại đến với một bất ngờ nữa. Cây sung này. Nghệ nhân năm ngoái nhỉ, bán một cây đẹp lắm. Mấy trăm triệu cây sung. Nhưng chắc ngon hơn cây này. Cây đấy nó so với cái này thì sao? Anh bông của con này cây đấy. Cái đấy bông rồi, nhưng mà khả năng cốt cái này khả năng đẹp hơn nha. Đấy. Lại anh em lại nhờ anh ôm hộ em cái gốc phát xem là nó bằng nào. Anh em dễ hình dung. Nghệ Khang là hai người ôm. Đấy. Đấy. Cái đoạn bắt đầu đến cái đoạn còng là bằng gần chiều cao của nghệ nhân đây. Cái này chơi trên bể được. Này sau vào bể chơi được mà. Nhìn cái dáng nó siêu siêu phê quá nhỉ. Con này nó khoảng bao nhiêu anh? Có đến tỷ không? Có đến một tỷ. Không đến à? 990. Quả này. Nhìn như quả rông da nhỉ, đỏ. Phê quá. Để đi quanh cái gốc cây này phát. Quả này. Quả từ gốc. Điều hai anh em đi xe là gì anh? Kinh chứ. Mà nhìn cái bụng này. Anh đi một xe riêng đi, em đi. Nhìn cái bụng này khủng khiếp. Có cái tay quật ra khi. Toàn là em trèo lên phát xem là em nhìn như con chim chích. Kiểu như là châu chấu đựa bấu xe. Đấy, để nó xuống bớt cái tay tí cho anh đỡ phải nắn. Đấy, xem có quả nào chín thì ăn đi. Quả như này này. Cái cây này là chỗ để chỗ trồng hồ cũng được anh ạ. Đẹp. Còn
Đây, bác nào cần xúc nếp muối thì liên hệ nhà vườn em nhé. Đấy. Toàn thì chỉ bán quả thôi, còn nghệ thì bán cây. Chén luôn đấy, chín rồi, ngọt. Bẻ tay tiếc cái kinh đấy nhỉ. Bẻ sau nó biến hết mà. Không, như thế là đẹp đấy. Đời người. Sở hữu cây này lâu chưa anh? Làm được 2 năm. 2 năm. Đấy này. Tán của nó buông xuống tận đất luôn, kiểu như là xà xuống bờ ao ấy, kiểu vậy. Giống cây. Đấy, giống trẻ con ngày xưa hay ngồi kiểu ấy, xong nó cứ đu 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 xuống dần đấy. Chạm nước. Đấy. Đây, anh em xem nốt cái khuôn viên này. Hồ có cái một cái hồ, cái ao đấy. Vẫn còn tùng à? Nó nổi u lên, nổi gân lên này. Thân vạn thừng. Ta gặp được con tùng thân vạn thừng nào nó kinh như này nhá. Ghê nhỉ. Anh còn cái tùng cổ đằng sau này. Dáng cổ đằng sau này. Chơi cốt đã thì sướng rồi nhỉ. Chơi cốt đã thì sướng rồi. Đấy. Làm đúng kiểu dáng cổ. Đẹp nhỉ, cây khỏe thế nhỉ. Tôi thấy anh chăm tùng. Có phải phun gì không anh? Chả phun. Của em trước chơi nó hay bị cái con muội. Mua cái này người ta điêu đứng về ngon này. Hồi sinh ấy. Hồi sinh. Gọi là vua tùng, vua ấy rồi. Vua tùng Bắc. Còn là chúa ngâu. Chúa ngâu vua tùng Bắc. Đấy, anh em ạ. Này, tùng cối này, nó gọi là ối rồi ôi luôn. Mưa đang ngập hết rồi, trông ra. Vâng. Đi vào đây kiểu giống như là ở miền Tây quá. Tường vi từng vùng này. Lại đi à? Đấy. Cúc mốc miếc này. Gì có. Tường vi này, tùng này. Con tùng ba thân của anh đẹp lắm đấy. Bạt ngàn đằng kia nữa, anh em ạ. Đi này có mà cả ngày. Xanh kìa. Đấy, chỗ này có hộ vệ thôi. Vừa nãy ra rồi. Để con sung như vậy, để em giúp vào phát. Úi giời, cây này khả năng nhiều tiền hơn cây kia. Không. Không à? 1/3. 1/3 thôi. Thế thì khả năng là nhiều ông lại đuối kinh tế để chọn cây này nha. Đuối. Con này chơi cả hai mặt. Đuối kinh tế thì chọn cây này để sang bên hàng xóm kia đứng. Ai da. Úi giời ôi. Úi giời. Đấy. Nghệ nhân có phong cách vặt lông vịt. Như vặt lông vịt. Đấy. Đấy, để anh em xem cho nó dễ thôi. Lành tít này. Úi xôi. Lành nhỉ. Quá lành. Thế chứ. Nó là cốt. Nó cốt tự nhiên đấy. Trong khi anh còn 3 con to như này nữa. Hỏi thử giá con này nó khoảng bao nhiêu tiền anh? Báo sơ bộ tí. Nếu mà anh em thiện chí con này là 200 triệu. Được, thế thì anh em lại biết giá con kia rồi. Ôi giời, nhưng mà con này nó có cái nét hay của nó đấy, nhìn cái gốc của nó. Gốc này đúng rồi, bốn người ôm mới có hết không. Nó tròn đầy nhỉ. Tròn đầy. Tròn đầy. Sau những cái này to, những cái bàn này nó mới khiếp. Càng to nhìn nó càng thích nhỉ. Những cái tay ấy. Xúc động quá. Nhà rộng, ông nào nhà rộng thì những cái loại này thì mê lắm. Xanh xi khéo là chán luôn. Úi xôi. Hai thân chạy lên này.
bẻ tay bẻ cổ đụng bìu lên này, không có sẹo thế mới lại đồ tự nhiên nó vẫn là tuyệt vời, đẹp quá. Này đấy, cái đấy và cái cây này anh em cảm thấy thế nào? Nếu mà để chơi cảnh quan, để về dáng mà có cái một cái gì mình muốn nó có một cái gì ở bên dưới thì chơi cái này, còn để mà chơi cái này gọi cây một cây đại thụ trong nhà thì chơi cái này, mỗi cây một vẻ. Còn mà ai mà thấy cả hai cái đều cần thì chơi cả hai nha. Rồi ok, hôm nay rất nhiều cảm xúc, cảm ơn anh Khang nhé, khu vườn đẹp quá. Hy vọng là anh em có những thêm những cái thông tin, những cái cây mà mình đang tìm kiếm để có thể giao lưu được với anh Khang cũng như là tất cả mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại nha.